Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và update lại cho các bạn cái dự án Orchid Offline.network. Dự án Offline.network này thì đã có NFT list ở trên sàn OpenSea mọi người ạ. Thì cái dự án này trước đây mình đã hướng dẫn với các bạn tham gia để nhận một NFT mảnh đất này rồi. Ở đây thì mình có 114 cái mảnh đất NFT, nhưng những cái mảnh đất NFT này thì yêu cầu chúng ta phải upgrade cũng như là chúng ta phải unlock mọi người nhá. Đấy, vì thế cho nên là bạn nào mà đã làm theo mình cái dự án này thì mình update cho các bạn một ít nha. Overlay hình như là cái dự án nó có cái Ofrend hay Ofest gì đấy. Để mình xem nào. Không phải cái này đâu mọi người. Tí nữa mình sẽ ấy cho mọi người. Chúng ta sẽ check nó trên Twitter đi. Dự án này thì nó cho chúng ta một mảnh đất. Sau đấy thì chúng ta sẽ phải login hàng ngày để chúng ta kiếm OKED. Sau khi mà chúng ta đủ cái OKED thì chúng ta được claim OTRED. Sau đấy từ OTRED thì chúng ta sẽ có thể upgrade lên một cái level khác. Ở đây thì chúng ta nhận một ngày chúng ta login chúng ta sẽ nhận được một OKED. OTRED thì chúng ta sẽ phải mua bằng là đây 9,99 OKED. Đấy, khi nào các bạn login đủ 10 ngày thì các bạn sẽ mua được một cái hộp này để chúng ta nâng cấp. Đấy, chúng ta ấn vào đây, nhấn vào số 1 và ấn vào buy. Mua xong thì chúng ta sẽ thấy có một cái túi như thế này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái túi như thế này. Đấy, thì khi mà chúng ta có cái túi này rồi thì chúng ta sẽ có thể upgrade được những cái mảnh đất ở bên dưới mọi người nha. Thì ví dụ như ở đây thì mình đã nâng cấp được được con này. Ví dụ ở đây con mình nâng cấp lên level 3 rồi. Đây. Đấy, mình cũng đã gì nhỉ? Mình cũng đã unlock cái dự án này rồi. Đấy, và ad cũng đã bỏ ra khoảng 57 đến 60 USDT để mua OKED rồi. Để mua OTRED rồi. Và các bạn thấy ở đây OKED của admin đã spend là khoảng nó cái này thì nó sẽ bonus mọi người nhé. Sau khi mà dự án chạy Mainnet thì nó sẽ bonus cái token của cái dự án này dựa vào cái số OKED mà mình đã gì nhỉ? Đã mua cũng như là đã sử dụng. Đấy thì các bạn nếu muốn mua ấy thì các bạn có thể vào phần OKED này. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể buy này, ví dụ ở đây nhá. Chúng ta buy 200x thì chúng ta sẽ code của nó là 1900 98 OKED, nếu mà không đủ thì mọi người có thể buy OKED ở đây. Ví dụ ở đây là 150.000 thì nó sẽ được bonus là 138.000 và chúng ta sẽ phải trả là 8.698. Còn ở đây thì chúng ta càng ít, ví dụ ở đây 10 thì là khoảng 7 này. 80 thì khoảng 28 này. 300 thì khoảng 72 này. Hôm trước hình như ad mua 300 thì mất khoảng 50 mấy đô thôi nhưng mà bây giờ nó lại lên hết mọi người ạ. Đấy thì chúng ta sẽ mua bằng ETH đấy mọi người ạ, bằng mạng ERC20 ở đây. Các bạn có thể đây. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào đây để mua nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ connect đến ví MetaMask của mình nhé và chọn cho mình là mạng Ethereum ạ. Thì ở đây thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta không có đủ ấy mà. Không có đủ ETH. Đây là mình hướng dẫn thôi. Đấy, các bạn ấn vào chấp nhận là bắt đầu nó thanh toán thôi. Thanh toán xong thì nó sẽ cộng cái OTRED cho các bạn và các bạn sẽ nhận được OTRED và khi đấy thì chúng ta có thể upgrade được cái đất của mình. Ví dụ ở bên dưới này mình update cho các bạn cái này. Mình còn hai ba cái mảnh đất mình update mà chưa có. Đây. Ở dưới này cơ. Đây đây. Ví dụ cái này nhá, mình muốn update nè, thì bây giờ mình sẽ chọn đất này. Mình sẽ ấn vào upgrade. Đấy, chọn đất sau chúng ta ấn vào nếu mà chúng ta có nhiều cái OTRED này thì chúng ta có thể kéo lên. Ví
kéo lên max nhá, 84 lần. Rồi, ở đây, ví dụ chúng ta kéo lên. Tại vì là chúng ta không có mà, thì chúng ta chỉ nó cho update 84 lần một lần đấy. Nhưng chúng ta chỉ có một ô trade thôi, vì thế cho nên là chúng ta place một ô trade thôi. Đấy, ví dụ ở đây thì nó sẽ update cho mình khoảng vòng 7 ngày. Thì cái ô trade đấy, thì khi mà chúng ta upgrade ấy, thì những cái con vật các thứ ở trong cái trang trại của mình ấy, thì nó được ăn cái thức ăn của mình. Và cái con ô friend, tức là cái bạn bè của mình mà cảm thấy cái mảnh đất của mình có cái sức hút hoặc là nó thích cái mảnh đất của mình, thì khi mà họ vào trong cái mảnh đất của mình và họ để lại một cái ô friend cho mình, thì mình được cái ô friend đấy và mình được claim cái con ô friend đấy. Thì mình có hỏi admin ở bên đấy rằng cả làm cái nhiệm vụ như thế nào để có thể nhận được ô friend, thì họ bảo là không phải là cái sức mạnh của mình nhiều hay là ít, mà chủ yếu là tùy thuộc vào cái con ô friend đấy nó đến nó ở đất của mình nhé. Mà ví dụ mình đang upgrade này nhá, nó đến nó ở đất của mình mà nó thấy thích dù là nó ít, hoặc là ví dụ mình gọi là nó nhà nghèo hay nhà giàu đi nữa, nhưng mà nó thích mà nó để lại offrand là mình được. Thế còn mình thì cũng không biết là tại sao mọi người lại được offrand, thì mình có hỏi thì thấy họ trả lời như thế, nhưng mà mình nghĩ là của nó cũng khó ấy mọi người ạ. Đấy, mình hy vọng là nó sẽ có để lại một con offrand cho mình để mình có thể bán cái NFT đấy. Thì cái con offrand đấy thì có list ở trên sàn OpenSea rồi đó mọi người ạ. Nhưng mà mình chưa có tìm được link. Đây là những cái update của họ thôi. Hôm trước mình có show cho mọi người xem rồi đấy. À, mình chỉ search overlay thử xem. Trên kênh của mình nha. Đây đúng không, nó có cái nếu mà nó cho lại ấy, thì nó sẽ cho cái con offrand này, nó cho một cái con offrand này mọi người nhá. Đây nó cho những cái con này, cái hộp này. Đấy, offrand thì hôm trước các bạn thấy là nó có lên 12 ETH rồi. Đấy, bây giờ nó mới xuống này, có 2,9 mọi người. Đây sale này, chúng ta tích vào sale này, các bạn thấy là họ bán offrand này bây giờ giá rất là rẻ, khoảng 0,10 mấy USDT thôi. ETH thôi, tức là khoảng 200 USDT thôi. Đấy, nhưng mà ngày trước nó đắt đó mọi người ạ. Offrand thì nó sẽ tùy, còn có từng cái nhà này, có từng màu sắc khác nhau này, thì nó sẽ bán giá cũng khác nhau mọi người ạ. Đấy, cũng mua rất là nhiều đấy mọi người. Chứ ngày trước nó lên khá là nhiều đấy mọi người. Đây, hôm trước mình chẳng sâu cho mọi người đây, nó bán là 0,8 này, hàng nghìn đô la luôn mọi người ạ. Nhưng bây giờ nó đang xuống, nó xuống đấy, khoảng 100-200 gì đấy, nó xuống nhiều rồi đấy mọi người ạ. Nhưng mà mình chưa thấy nó cho con offrand nào luôn, chưa thấy cho con nào luôn mà tiêu đã hết 50 đô rồi đấy mọi người. Cũng đang hy vọng là xong cái đợt này xem là khi nó kết thúc nhá, khi nó kết thúc thì nó sẽ có cái hình hình nó che hết cái hình này này đấy. Khi mà hết upgrade đúng 7 ngày thì mình ấn vào phát thế này thì nó sẽ mở ra cho mình. Đấy, nó sẽ mở ra cho mình là mình được cái gì. Đấy, ví dụ như hôm qua hôm kia ấy, thì mình được nó cho có con ô trade này, nó cho hai ba ô trade gì đấy, chứ nó không có được cái con ô friend. Đấy, nếu mà được ô friend thì nó sẽ hiện ở cái nút đây này, nó hút hiện cái nút đỏ đỏ ở đây hoặc là xanh xanh ở đây để cho mình claim. Thì khi mình claim xong thì nó sẽ về đây. Đấy, nó sẽ về cái ví của mình ở trên OpenSea ấy, thì mình các bạn lên OpenSea để bán mọi người nhá. Đấy, nếu mà về thì nó sẽ hiện cái nút màu. Nó hiện cái nút như thế này. Ở trên cái đất của các bạn thì các bạn sẽ được claim về nhá. Khi claim về thì mọi người sẽ thấy nó ở trên cái ví của mình. Ví dụ các bạn ấn vào profile thì các bạn sẽ thấy cái offrand ở đây. Đấy, khi khi nó ở đây thì chúng ta sẽ có thể bán được mọi người nhé. Đấy, khi ở đây thì chúng ta sẽ có thể bán được. Đấy, thì mình update cho các bạn. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn hỏi thêm thì các bạn có thể bình luận xuống bên dưới video nhé. Thì mình update cho các bạn cái dự án này và theo hiểu biết của mình thôi. Chắc chắn là nó sẽ còn nhiều cái mà mình chưa có hiểu biết hết được. Đấy, vì thế cho nên là mình sẽ phải tìm hiểu thêm.
Mong là các bạn sẽ đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ, ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.